Nhật chuyển động bóng đá trên giấc mơ bóng đá TV. Hé lộ sự thay đổi lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo, đã có kế để đấu Myanmar. Trước trận quyết đấu với U23 Myanmar ở bảng Y vòng loại U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu phải thắng, qua đó giành ngôi nhất. Ngày 1 tháng 11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối tại sân Sport City nhằm chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U23 Myanmar. Chỉ cần có điểm trong trận đấu tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ giành vé vào chơi tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tất cả các khả năng có thể xảy ra đều được BHL phân tích, tính toán kỹ lưỡng và đưa giải pháp vào trong các buổi tập. Thậm chí, kỹ năng sút penalty cũng được mài giũa thêm để giúp các cầu thủ có sự chủ động và tự tin hơn khi đứng trước chấm 11m. Với việc trận đấu với U23 Myanmar mang tính chất quyết định, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ tung hết những bài chiến thuật trong trận đấu tới. Nguyễn Hai Long nhiều khả năng sẽ được đá chính khi có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời có đường kiến tạo để Lê Văn Xuân ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ bố trí một sơ đồ chơi tấn công mạnh ở trận gặp Myanmar. Mục tiêu của vị chiến lược gia người Hàn dĩ nhiên là đánh phủ đầu đối thủ và tạo lợi thế sớm. Điều này khác hoàn toàn so với cách nhập cuộc của U23 Việt Nam ở trận gặp Đài Loan cách đây ít ngày. Nhiều phương án được đưa ra và mục tiêu của U23 Việt Nam là giành chiến thắng để đoạt ngôi đầu bảng Y. Các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn. Không làm người hâm mộ phải thất vọng, không để người hâm mộ mất niềm tin, là những lời nói được các cầu thủ nhắc lại nhiều lần trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vừa qua. Hiện tại, vòng chung kết U23 châu Á đã xác định được 13 cái tên góp mặt, bao gồm cả đội chủ nhà U23 Uzbekistan. Các đội đầu bảng gồm U23 Qatar, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Jordan, Australia, Hàn Quốc, Malaysia và Nhật Bản. Hai đội nằm trong nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất đã vượt qua vòng loại là U23 Thái Lan và U23 Turkmenistan. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 2 tháng 11.